Các bạn ơi, nội dung video chỉ mang tính chất giải trí không có thật nhá. Còn các bạn muốn mua đồ chơi, hãy đến với shop đồ chơi Minecraft của anh Quân Thành với rất nhiều món đồ chơi xịn sò. Đây, anh có một đống đây này. Link để dưới phần mô tả nhá. Morning các bạn. Các bạn ơi, mình là Ốc đây. Hôm nay các bạn có thấy Ốc có cái gì mới không? Ôi dồi ôi, chắc là bạn nào cũng nhìn thấy rồi. Ốc mới mua một chiếc bồn tắm mới các bạn ạ. Mà Ốc bây giờ đi đâu cũng phải có bồn tắm nhá. Đi chơi cũng phải có bồn tắm, đi ăn cũng phải có bồn tắm, đi ngủ cũng ngủ ở trong bồn tắm luôn. Nếu như mà các bạn có bồn tắm thì các bạn hãy bình luận phía dưới video nhá. Này. Quá là xịn sò con bò luôn. Mình hôm qua lên đây nằm thư giãn, thế nào mà lại ngủ beng mất tiêu. Sáng dậy mình nhớ ra là ôi dồi ôi, mình vẫn đang ở trong bồn tắm hi. Nhưng mà không sao. Thôi, bây giờ mình ngâm bồn tắm cả đêm, mình ướt hết cả người. Mình phải đi tắm đi các bạn ạ. Oh my god, trời ơi, thời gian cho việc tắm rửa đã đến. Ô là là, mình sẽ hát cho các bạn nghe một bài nha. Đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát không buồn. Đây là một bài hát hay. Đây là một bài hát không 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 hay. Đây là một bài hát rất vui. Đây là một bài hát rất không buồn. Mày bị điên à? Cứ hát cái bài này chắc là mình tắm đến sáng năm các bạn ạ. Đói quá, mình ra ngoài kiếm cái gì ăn ha. Oh my god các bạn, mình hôm nay chính là một đầu bếp chuyên nghiệp có tên là đầu bếp Trần Thị Ốc. Mình sẽ thể hiện cho các bạn món ăn đó chính là beef steak. Beef steak hay còn gọi là beef steak, hay còn gọi là beef tết, hay còn gọi là thịt bò nướng. Quá ngon. Để mình thể hiện cho các bạn. Tránh ra tránh ra. Để mình thể hiện trên cây cột điện. La 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 la. Ui dồi ôi, chết cha rồi. Trời ơi. Đồ ngu, đồ ăn hại. Cháy nhà rồi các bạn ơi. Ôi, may quá mình dập được. Ôi, nhưng mà chết rồi, nước tràn bờ đê rồi các bạn ơi. Mình phải ra lấy cái đất để lấp vào đã. Trời ơi, khó quá, di chuyển khó quá các bạn ơi. Mình đã có được một cục đất không hề chất. Chắc là ở chỗ này rồi. Sồi easy. Chưa có được một miếng thịt nào đã phải ăn ngay cục đất vào mồm. Bởi vì mình đã nấu được cái gì đâu mà lại cháy sư mất bếp rồi. Tán quá đi. À, mà các bạn ơi, mình còn có một cái nữa ngoài cái bồn tắm muốn khoe với các bạn nhá. Đây này, đây này. Hu hu. Hello. Các bạn ơi, đây chính là con heo mà mình mới mua được đó các bạn ạ. Con heo này á có tên là Trần Thị Hến. Bởi vì mình là Trần Thị Ốc mà, mình là chủ của nó nên mình đặt tên nó là Trần Thị Hến. Ai rất là hợp nhau đúng không nào các bạn. Rồi, mình còn đưa nó đi làm tóc nhá. Đấy, một bộ tóc cứ phải gọi là ngầu như đang ngồi trên bồn cầu. Thật ra nhìn hơi giống đống phân một tí. Nhưng mà thật ra là mình thấy cũng đâu vấn đề gì đâu. Nó vẫn đẹp mà đúng không nào các bạn. Đấy, vừa đẹp lại còn vừa xinh, lại còn vừa thông minh như là Ốc vậy. Trần Thị Hến chào các bạn đi. Chào các bạn cái đi. Tao không thích mày. Ôi dồi ôi các bạn ơi, mình vẫn chưa huấn luyện nó để nó chào các bạn được. Sorry các bạn nha, để một lúc nào đó, lúc khác nó sẽ chào các bạn nha. Còn bây giờ thì mình phải vào nấu ăn đây, mình đói quá rồi. Hello, xin chào tất cả bạn thân yêu. Lại là anh Minh Quân Thành ngầu như bà bầu đang ngồi trên bồn cầu đây. Chúng ta lại gặp nhau trong một cái video mới thôi. Trước khi vào video ngày hôm nay, các bạn đừng quên cho anh một like này, bấm đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký và xem quảng cáo đồ hộ anh chút tiền ăn nhá. Cảm ơn các bạn đó rất nhiều luôn. Ôi nhầm, phải cúi đầu chứ không phải là khóc. Rồi các bạn ơi, hôm nay anh đã có một kế hoạch các bạn ạ. Hôm trước Ốc dám sang đốt TNT hỏng mất cái nhà tắm của anh, làm anh phải sửa rất là lâu và mệt các bạn ạ. Đây này, cuối cùng thì cũng đã sửa được cái nhà tắm rồi. Đây, mặc dù còn thiếu một cái miếng gỗ ở đây nhưng mà thôi, hôm nào anh sửa nốt. Đấy. Nên là anh rất là bực mình các bạn. Anh tính hôm nay sẽ sang tròn lại Ốc. Đấy. Các bạn có thích không? Chắc chắn là nhiều bạn thích anh tròn Ốc đúng không? Và các bạn xem nhá, bây giờ anh sẽ làm một cái gọi là biến hình ấy. Trend TikTok biến hình. Rồi. Umbala Sibu. Phép thuật quiz. Enter this. Các bạn thấy anh biến này ai chưa? Trông mắt to như hai trái nho, miệng cười hở 10 cái răng. Rồi. Đây chính là Jeff the Killer, một nhân vật trong phim kinh dị các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang dọa Ốc nha các bạn. Đấy. Tèn tèn. Nhịp điệu nhịp cha cha cha.
nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Đấy, khá sợ nhỉ các bạn nhỉ. Bây giờ chúng ta sang hù ốc đi. Chắc chắn ốc đã biết cái nhân vật này rồi. Và ốc chắc chắn sẽ sợ lắm đây các bạn. Và ở trên tay anh có một con dao luôn. Đóng vai sát nhân. Sát nhân nha. Và nhân vật này không hề có thật đâu các bạn ạ. Các bạn đừng có tin nó nhá. Rồi. Đi sang nhà ốc thôi. Ốc mới nuôi heo hả các bạn? Ủa con heo gì mà sao lại tóc đen xíu? Đội cái gì đầu này? Con cắm cả gì đầu này? Ảo thật đấy các bạn ạ. Trời ơi. Thế chả nghe mình thịt con heo này về lấy thịt ăn. Hình như anh thấy ốc đang nấu ăn thì phải các bạn. Dạo này lại chăm chỉ ta. Chăm chỉ nấu ăn ta. Mà các bạn biết không, ốc nấu ăn á, 10 lần thì 9 lần bị cháy bếp các bạn ạ. Không biết hôm nay con bị cháy không nhỉ? Các bạn hãy bình luận phía dưới video cho anh biết nhá. Còn bây giờ anh sẽ bấm chuông rồi đảo vờ ngớt ở ngoài đây các bạn. Đó. Từ từ đảo, nằm ngớt ở đây các bạn. Sau đó ốc đến mình hù ốc. Ồ, không biết có chuyện gì ta. Wow, tự nhiên lại có một người ở đây ngất xỉu ở trước nhà mình, lại còn mặc áo sơ mi trắng, à nhầm, áo hoodie trắng, có làm mình lo lắng. Ồ, mình hơi lo lắng các bạn ạ. Tại vì tự nhiên nằm ngất xỉu ở đây chả hiểu làm gì, hay là đói quá nhỉ? Ồ, chắc là đói quá rồi. Này anh gì ơi, tôi có món bít tết này. Trời ơi, anh này là ai đấy? Mặt ghê vậy, mặt phẫu thuật thẩm mỹ hỏng à? Tao chính là Jeff the Killer ở trong phim đây. Jeff the Killer, ôi ui, Jeff the Killer đánh mình à? Không được, ngươi chờ đấy. Ui, ốc còn hôm nay không sợ Jeff the Killer các bạn ạ. Đâu, ngươi ở đâu rồi? Ai ui. Jeff the Killer nè. Mọi người ơi, mình thất bại rồi. Đồ ngu. Ui, các bạn ơi, sang chiêu ốc bây giờ mình trở thành lên thiên đường gaming rồi, chết nhà sang rồi. Trở lại người bình thường rồi. Lại là anh Minh Hạnh đẹp trai nhất hành tinh sinh lung linh nhất hệ mặt trời đây. Ông ơi, em làm gì mà vác súng ra bắn ở Mỹ hết cả khu nhà mình thế? Bê Quý Thành, anh cẩn thận đấy. Xung quanh đây đang có một kẻ sát nhân. Sát nhân bị hâm đó. Sát nhân mà lại còn bị hâm hả? Tên nó là gì ông? Nó bảo nó tên là Jeff the Killer. Em còn lấy được cái da của nó đây này. Trời ơi. Ông ơi, thực ra là anh biến thành đây. Em không nhận ra. Ở đây làm gì có ai đâu. Thật á? Anh mà biến được thành Jeff the Killer, anh đừng có mà điêu. Cái tên sát nhân đấy vô cùng nổi tiếng ấy. Anh tưởng muốn biến thành là biến thành được á, còn lâu đi. Nhưng mà anh đã mua một cái bộ quần áo và một cái mặt nạ nhá. Xem anh biến lại này, các bạn xem nhá, tèo. Đó. Ôi ông ơi, đừng bắn mà anh, đừng có đánh đây. Ồ, hóa ra là anh biến thành thật. Anh sang dọa em một tí, ai ngờ em không sợ, em còn vác cả súng xong can ra bắn tung đít anh. Trời, anh biết thừa là em sẽ tiêu diệt kẻ xấu mà. Bởi vì em là Trần Thị Ốc, rất là lợi hại và luôn luôn theo phe chính nghĩa. Úi giời ơi, hôm nay nghe oách xà lách thế. Mọi hôm á thấy kẻ xấu chạy mất dép. Đừng có mà đùa với ninja rùa mà thôi. Anh đi về đi, tự nhiên lại đi đóng giả làm Jeff the Killer. Ôi mà ốc ơi, em mới mua con heo mới mà sao ảo này. Cái dây buộc của nó sao lại bị lỗi giật này. Ôi giời ơi, cái dây lỗi thì có làm sao đâu. Con heo không lỗi là được. Con heo này em sẽ nuôi và không thịt nó đâu. Em sẽ để nó đẻ ra rất là nhiều con heo con đó. Ui, con này mà đẻ ra heo thì đầu nó không biết thành cái gì không ạ. Mà ui, em có muốn đi gặp cái tên sát nhân Jeff the Killer lúc nãy không? Anh vừa nhận được thông tin á, nó xuất hiện ở một cái khu rừng đấy. Trời ơi, thế á, thế thì mình phải đến tiêu diệt nó chứ. Để nó làm hại mọi người trong Minecraft hả? Đúng rồi, chúng ta sẽ đến tìm nó và tiêu diệt nó nha các bạn. Đi thôi. Ui, ông hôm nay không sợ luôn hả? Sợ gì? Chả sợ gì, chỉ sợ già thôi. Được rồi, đi cho anh. Ông ơi, em thấy gì chưa? Em thấy rồi. Em thấy cái gì vậy? Em thấy mệt. Trời ơi, thấy mệt mà cũng nói, anh cũng thấy mệt. Ai chẳng thấy mệt, đi rõ là xa đấy. Trời ơi, đi từ ngôi nhà của chúng mình đến tận cái vùng này, núi có cả tuyết luôn, Bê Quý Thành ạ. Ờ, chỗ này cao mà. Ui, và từ từ, ông ơi. Ui, đây như kiểu một vết máu đó các bạn. Trời ơi, vậy là có lẽ chúng ta sắp gặp con sát nhân Jeff the Killer rồi đó. Bên kia có một vết máu nữa được không? Ờ,
chúng ta cứ đi theo chỗ này, anh nghĩ là sẽ gặp được cái con Jeff the Killer đó. Ui, các bạn. Ui, em thấy nhiều vết máu quá. Anh thấy nó rồi, hình như nó bên núi bên kia kìa ông ơi. Ui dồi ôi, khiếp. Để ý anh xuống nhòm nhòm xem đúng không nhá các bạn. Rồi. Ui, anh thấy nó rồi, quả nhiên nó cái kìa ông kìa. Trong Minecraft trông nó dị lắm luôn ông ạ. Bắn tên. Ui, anh gọi em bắn tên xa cực. Ui, nó cầm dao kìa, bên Quy Thành ơi. Thôi thôi, em trốn đây, em trốn đây. Ui, các bạn ơi, đây. Đây chính là Jeff the Killer trong Minecraft này. Ui, ui, nó thấy anh ơi sao các bạn ạ. Ui, ui, ông ơi, em bắn tên vào anh à. Anh, ai bảo anh chạy trước nó làm chi. Ui, nó đuổi chém ông kìa các bạn ơi. Dã man, đúng là sát nhân có khác. Mau cứu em đi, ở đấy mà cười. Rồi, yên tâm, anh sẽ giúp em. Ui, ai ôi, ui, ui, nó đi rất là nhanh luôn đó các bạn ạ. À. Mày này, bắn tên nó đi ông ơi. Ây à, Jeff the Killer gặp ta thì cũng hy sinh ngay. Ui, nó cầm ra chém anh này ông ơi. Đấy các bạn ơi, ấy nó chém anh đây ông ơi. Yeah, em sẽ cứu anh bên Quy Thành ạ. À. Rồi, hai đứa mình cùng tẩn nó. 2-1 không trộn cũng quẹ. Jeff the Killer. Jeff the Killer à? Killer. Rồi, ốc lùi ra ông ơi. Để anh. Phi cho phát cây đình bà này. Ây à. Nó chạy nhanh cực luôn. Ui ơi à. Ôi ơi. Ông đã tiêu diệt được Jeff the Killer rồi các bạn ạ. Ui ui, ai đây ai đây. Trời ơi, nó gọi là vô cùng đỉnh cao luôn ấy. Bạn bị kinh rồi. Các bạn đã bình luận xuống dưới video là: ôi dồi ôi, chị ốc vừa xinh vừa thông minh còn vừa lợi hại lại còn vừa võ công cao cường. Anh thấy là cái con này nó rất là mạnh và trâu. Bây giờ có lẽ là anh sẽ thử sức mạnh của nó nhá, để xem con này nó mạnh tới mức nào, cho nó đấu với quỷ đầu loa, quỷ mèo và SCP-096 như mọi hôm. Đấy là những cái con quái vật anh đánh giá là nó gần như là mạnh nhất trong Minecraft rồi các bạn ạ. Ok con dê. Rồi bây giờ anh sẽ thả Jeff the Killer đây. Ông ơi, anh cho em xem con dao của nó này. Đâu? Đấy, cầm lấy thử xem em có giống Jeff the Killer không. Ui, Jeff the ốc ngu. À, em đánh anh nhá. Anh để sáng tạo rồi đúng không? Anh để sáng tạo rồi, làm sao mà đánh được anh. Hả? Không đánh được anh trong game, em sẽ đánh được anh ngoài đời. Thôi thôi, anh chưa làm tí mà em cứ ngày tính đánh anh đấy. Ốc sẽ bắt nạt anh nữa các bạn. Đây, để sẽ thả Jeff the Killer ra. Đấy, trông nó ghê chứ ốc. Không sợ mày đâu. Chạy mất dép kìa mà kêu không sợ. Rồi nhá, bây giờ anh sẽ thả con trâu ra, xem Jeff the Killer có thể thắng nổi cái con trâu rất là to trong Minecraft không nhá. Rồi, nó lao vào thịt trâu luôn các bạn ạ. Wow, Jeff the Killer sẽ thắng. Và ui, em biết ngay mà, Jeff the Killer sẽ mang thịt trâu về làm món thịt trâu gác bếp. Rồi bây giờ anh sẽ thả quỷ đầu loa nhá ốc. Ui, con này đánh vào quỷ đầu loa luôn á, máu vậy. Trời ơi, Jeff the Killer lao vào chém vào quỷ đầu loa luôn các bạn ạ. Mặc dù thì thân hình rất là nhỏ bé so với quỷ đầu loa. Ui ôi. Cút ra ngoài. Rồi các bạn ơi, vì chúng nó rúc vào rừng rất là khó gặp nhau, bây giờ sẽ ra đây cho chúng nó đấu lại. Quỷ đầu loa xuất hiện. Và đây là Jeff the Killer lao vào chém quỷ đầu loa đấy. Rồi. Chém rất nhiệt tình các bạn ạ. Cứ nhảy vào chân mà chém thôi nè các bạn xem này. Đấy. Quỷ đầu loa không đánh lại thế. Ui. Mạnh thật sự luôn đấy. Ui. Lại bị sút tới tận bên kia. Nổ bùm 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 mà vẫn còn chưa bị làm sao luôn. Ui rồi. Dã man khỏe thật đấy. Rồi. Rồi. Lại bị tóm lên ăn thịt này các bạn này. Ui. Vẫn chưa chết. Ôi, đến cái trưởng thống âm này thì con nào chịu được. Và bây giờ là trận đấu giữa Jeff the Killer và quỷ mèo hoạt hình. Rồi, anh nghĩ Jeff the Killer lại thua thôi. Đấy, quỷ mèo xuất hiện. Ui, thanh niên này máu vậy, chém vào quỷ mèo luôn. Ôi trời ơi, quỷ mèo làm cho phát bột chết ngay. Rất là hổ báo cáo trồn lao và chém quỷ mèo mà không biết quỷ mèo là một con quái vật siêu mạnh. Ôi, mấy con Jeff the Killer đánh lẫn nhau kìa. Rồi. Không thể thắng được quỷ mèo luôn, không có một cơ hội nào luôn các bạn ạ. Và trận chiến tiếp theo đó là Hooky Hooky và Jeff the Killer.
Wow, dạo này con quái vật Huggy Wuggy vô cùng hot đó nha. Đúng rồi, con đấy ở trong tựa game Playtime nha các bạn. Puppy Playtime. Rồi, bây giờ thả Zep the Killer ra. Và đây chính là Huggy Wuggy. Lạ và chém luôn các bạn ạ. Ui, máu chiến vậy. Zep the Killer rất là máu chiến đấy các bạn. Gặp cái gì cũng muốn giết luôn. Oh my god, nó hiếu chiến bởi vì nó mạnh mà, nó thắng rồi. Trời ơi, Huggy Wuggy không phải là đối thủ của Zep the Killer các bạn ạ. Và bây giờ anh sẽ thả ra một nhân vật đáng sợ hơn, đó chính là SCP-096. Và có vẻ như là Zep the Killer không dám lao vào chém SCP-096 không ạ. Bỏ chạy rồi. Thanh niên này bỏ chạy rồi. Rồi, lao đến rồi các bạn. Rồi. Zep the Killer bỏ chạy ông ơi. Đấy. Rồi. Đấm. Ui, nó đánh Zep the Killer này các bạn này. Trời ơi, cứ tưởng nó không đánh Zep the Killer, hóa ra là không phải. Vậy là Zep the Killer thua một cách rất là sỉ nhục các bạn ạ. Đập cho tụt xuống dưới lòng đất. Thế là chết dưới. Đắp mộ cuộc tình luôn. Ờ, đúng là đi vào lòng đất thật. Đấy, các bạn thấy chưa, SCP-096 quả là rất mạnh. Rồi, vậy là trong video ngày hôm nay anh cho các bạn thấy độ mạnh của Zep the Killer đối với các con quái vật và đã tiêu diệt nó rồi. Bây giờ có lẽ là mình phải sẽ bye bye các bạn và hẹn gặp lại bạn vì lần sau nhá. Các bạn có những cái con quái vật và những cái con gì kinh dị nữa, nếu anh và chị Úc tìm hiểu thì hãy bình luận dưới video. Còn bây giờ bye bye.